Các bạn thân mến, chị là Minh Hiên đây. Và ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần audio văn học này. Trong buổi tối ngày hôm nay, hãy cùng với chị ngược đường lên miền núi cao Tây Bắc để cùng tìm hiểu về một thiên tùy bút của một người nghệ sĩ được coi là cây viết văn xuôi hàng đầu của nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà văn Nguyễn Tuân. Và tác phẩm này rất quen thuộc với chúng mình, mang tựa đề là Người lái đò sông Đà. Các bạn thân mến, có lẽ đối với rất nhiều bạn học sinh thì đây là một trong số những tác phẩm cực kỳ khó nhằn. Thế nhưng chị hy vọng rằng với phần audio văn học của chị, các bạn có thể tìm ra được phương thức, cách thức tiếp cận mới. Chúng ta sẽ cùng với nhau khám phá ra được những vẻ đẹp tiềm ẩn ở trong tác phẩm này và yêu quý, trân trọng hơn về những trang viết của Nguyễn Tuân các em nhé. Chị sẽ cung cấp cho các bạn hai mở bài ở trong phần audio văn học ngày hôm nay để chúng ta có thể sử dụng cho những dạng đề liên quan tới tùy bút Người lái đò sông Đà. Và chị hy vọng rằng là từ đây các bạn cũng có thể viết được những bài văn hay hơn, cảm xúc hơn và thăng hoa hơn. Mở bài số 01 dành cho các bạn như sau. Tôi còn nhớ Nguyễn Tuân với sự kính trọng và cảm phục. Ông luôn tâm niệm đã chọn nghề viết là không ngừng viết bất cứ lúc nào, dẫu với bất cứ chuyển động nào của lịch sử. Cũng xuất phát từ cái tâm đó mà người nghệ sĩ này đã để lại cho văn đàn Việt Nam biết bao tác phẩm hay. Tháng 8 mùa thu cũng đã từng đi vào văn chương của Nguyễn Tuân với vẻ đẹp lộng lẫy của một bức sơn mài. Ông không ngần ngại đi lên chiến khu Việt Bắc, viết những trang nồng ấm tình người trong đường vui tình chiến dịch. Trong sự nghiệp sáng tác của mình cả trước và sau cách mạng tháng 8, ông đều để lại rất nhiều những tác phẩm có giá trị như Vang bóng một thời, Thiếu quê hương, Chiếc lư đồng mắt cua, Tóc chị hoài, Đường vui, Tình chiến dịch, vân vân. Và không thể không kể tới Thiên tùy bút, Sông Đà, những áng văn đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người đọc bởi nó mang phong cách uyên bác, tài hoa độc đáo và giọng văn rất riêng của người nghệ sĩ này. Trong tập tùy bút này, có một thiên tùy bút để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng độc giả mang tên là Người lái đò sông Đà. Và đặc biệt, đó là hình tượng sông Đà mang trong mình hai vẻ đẹp, hung bạo và trữ tình. Đó là mở bài số 01 dành cho các bạn. Và bây giờ sẽ là mở bài số 02. Kể cả trước đây và mãi sau này, những người nghệ sĩ cứ hát mãi khúc ca về những dòng sông. Nếu Hoàng Cầm là khúc hát về dòng sông đuống nghiêng nghiêng trong kháng chiến Trường Kỳ, nếu Văn Cao là dòng sông Lô hùng tráng với những điệu hồn, Hoàng Phủ Ngọc Tường lại đưa sông Hương về với sự dịu dàng, bình yên, thì một nhà văn độc đáo như Nguyễn Tuân cũng đã hát về dòng sông Đà bằng tất cả sự hiểu biết, tình cảm và tâm tư của mình. Tùy bút sông Đà là kết quả của chuyến đi thực tế vào năm 1958 của nhà văn Nguyễn Tuân, gồm 15 bài tùy bút và một bài thơ ở dạng phác thảo. Nội dung chủ yếu là ca ngợi về cảnh vật và con người Tây Bắc. Đặc biệt, nhà văn đã khám phá được chất vàng 10 qua thử lửa của vùng đất này. Tùy bút sông Đà tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật độc đáo của Nguyễn Tuân sau cách mạng tháng 8, uyên bác, tài hoa, tìm kiếm cái đẹp từ cuộc sống hiện tại của nhân dân lao động. Và một trong số những tùy bút được trích từ tập tùy bút này, đó chính là Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân, đã để lại những ấn tượng sâu đậm ở trong lòng độc giả với hình ảnh về dòng sông Đà mang trong mình hai nét tính cách hung bạo, trữ tình. Các bạn thân mến, đó là những phần mở bài mà chị hướng dẫn cho các bạn. Có thể các bạn sẽ cảm thấy khi mà viết lại thì nó hơi dài. Nhưng ở đây như chị đã nói, đây là những mở bài tham khảo dành cho các em. Và chị hy vọng rằng là các bạn có thể ứng biến linh hoạt, sử dụng những cái ngữ liệu hay để đưa vào và tạo ra một cái mở bài của riêng các em phù hợp với cái dung lượng và với đề bài mà ở đề thi đưa ra. Chị hy vọng rằng là với phần audio văn học của chị vừa rồi, các bạn sẽ cảm thấy là Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân là một tác phẩm không hề khó chút nào cả. Và hãy cảm nhận tác phẩm này bằng tất cả trái tim của các em để nhận về đủ đầy những ấn tượng và cảm xúc mà Nguyễn Tuân muốn truyền tải các bạn nhé. Cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã lắng nghe phần audio văn học của chị và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần audio văn học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.